Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Trung Quốc đến nay đã phải hứng chịu những trận lũ lụt quy mô lớn và nhiệt độ cao, hàng trăm triệu người đang chìm trong nước sâu và nước nóng. Nhiều tỉnh khu vực phía Bắc và phía Nam của Trung Quốc đồng loạt bị lũ lụt nắng nóng gay gắt gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc bất tiện cho đời sống và sản xuất của người dân. Ở phía Bắc, nó vẫn đang tiếp diễn và khó có thể nói khi nào thiên tai sẽ hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Mưa lớn ở tỉnh Quảng Đông đã gây ra lũ lụt ở một số con sông ở lưu vực sông Châu Giang, buộc các nhà chức trách phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 1. Trong đó, dòng chính của sông Bắc Giang gặp phải trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử vào hôm thứ Tư, trong khi phần lớn dòng chính của sông Bắc Giang đang trong tình trạng cảnh báo, khiến thành phố Lê Trang ở Thiều Quan và thành phố Anh Đức ở Thanh Viễn rơi vào cảnh lũ lụt nghiêm trọng. Theo một số phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, từ 12 giờ trưa hôm qua đến 12 giờ trưa hôm nay, 99 con sông ở Trung và Hạ Lưu sông Tây Giang trên lưu vực sông Châu Giang đã xảy ra lũ trên mức cảnh báo, dao động từ 0,01m đến 9,95m. Trong số đó, sông Bắc Giang ở Quảng Đông, sông Lệ An ở Giang Tây và những con sông khác đã trải qua những trận lũ lụt lớn nhất từng được ghi nhận. Tại tỉnh Giang Tây, nhà cửa và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác của khoảng 500.000 cư dân đã bị thiệt hại do lũ lụt, trong khi ở tỉnh Quảng Đông, gần 500.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Mưa xối xả liên tục khiến đường xá ở nhiều thành phố bị sập, lũ cuốn trôi nhà cửa, ô tô và hoa màu của nông dân. Một số lượng lớn lũ lụt và hình ảnh của các nhân viên phòng cháy chữa cháy và cấp cứu cùng các tình nguyện viên giải cứu và những người dân bị mắc kẹt trong nước có thể được nhìn thấy trên mạng xã hội Trung Quốc. Lượng mưa lớn hiếm hoi trong vòng 60 năm đã ập xuống ít nhất các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang. Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phối hợp đưa ra cảnh báo thời tiết thiên tai lũ quét đỏ cấp độ cao đầu tiên trong năm nay vào tối Chủ nhật. Lo ngại lũ lụt và lở đất, một số thành phố ở tỉnh Quảng Đông đã đình chỉ công việc, lớp học và thậm chí cả phương tiện giao thông công cộng trong thành phố. Trụ sở kiểm soát lũ lụt hạn hán và gió của tỉnh Quảng Đông đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 2 lên cấp độ 1 vào đêm thứ Ba. Tính đến tối thứ Ba, gần 230.000 người đã được di dời trên toàn tỉnh, trong khi dân số bị ảnh hưởng là 470.000. Ngoài ra, khoảng 1.729 ngôi nhà bị hư hại, 2.713 hecta cây trồng bị hư hại và thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính khoảng 1,756 tỷ nhân dân tệ, khoảng 275 triệu đô la Mỹ. Trận mưa xối xả không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến nhiều tỉnh và khu vực ở Hoa Nam và Tây Nam Trung Quốc, mà ngay cả Bắc Kinh ở Hoa Đông cũng đưa ra cảnh báo mưa bão. Mực nước tại nhiều hồ chứa ở tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc đã gần đến mức cảnh báo và lũ lụt phải được xả xuống hạ lưu để đề phòng. Sau khi Trung Quốc bước vào mùa lũ và mùa hè hàng năm, lũ lụt ở Nam Trung Quốc, Trung Trung Quốc và Đông Trung Quốc thường xảy ra do mưa lớn. Tuy nhiên, lũ lụt xảy ra ở Nam Trung Quốc năm nay không chỉ sớm mà còn có cường độ không được nhìn thấy trong nhiều thập kỷ. Lũ lụt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, việc làm và cuộc sống hàng ngày của người dân. Trong khi nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc bị ngập sâu, thì nhiều khu vực ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc lại trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng. Hàng triệu hộ gia đình đã phải bật điều hòa trước thời hạn để thoát khỏi cái nóng, đẩy mức tiêu thụ điện của họ lên mức kỷ lục. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu da cam vào hôm thứ Tư về nhiệt độ cao ở các tỉnh Sơn Đông, Hà Nam và Hà Bắc. Một số thành phố ở tỉnh Sơn Đông, tỉnh đông dân thứ hai của Trung Quốc đã ban bố cảnh báo đỏ về thời tiết nắng nóng. 100 triệu dân của tỉnh này phải bật điều hòa, khiến lượng điện tiêu thụ của tỉnh này tăng cao kỷ lục. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, nhiệt độ tại các tỉnh Hoa Bắc, Trung Trung Bộ và Hoa Đông sẽ vượt ngưỡng 40 độ C trong tuần này. Mức đỉnh của lưới điện Sơn Đông đã tăng lên 92,94 triệu kW vào thứ Ba, vượt qua mức đỉnh 90,22 triệu kW được thiết lập và lập kỷ lục mới. Reuters đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn một báo cáo của CCTV. Lưới điện ở tỉnh Hà Nam lân cận đạt đỉnh 71,08 triệu kW vào thứ Hai, vượt qua mức kỷ lục 65,34 triệu kW của ngày hôm trước. Trong chuyến thăm nhà máy điện ở tỉnh Hà Bắc, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc phải tăng công suất sản xuất than để kiên quyết chấm dứt tình trạng mất điện, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin vào cuối ngày thứ Ba.
sau độ trễ thông tin và điều mà cư dân mạng gọi là không ai hỏi Jin, do lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn gây ra ở tỉnh Sơn Tây gần đây không thu hút được sự chú ý rộng rãi của xã hội, tỉnh Sơn Tây đã tổ chức một cuộc họp báo và báo cáo thiệt hại trong việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai vào thứ Ba. Có ít nhất 15 người đã thiệt mạng. Chính quyền tỉnh Sơn Tây cho biết trong một cuộc họp báo rằng Sơn Tây đã trải qua trận lũ lụt mùa thu mạnh nhất kể từ khi các hồ sơ khí tượng bắt đầu và nhiều nơi đã trải qua lượng mưa dài hạn trên diện rộng và cường độ cao, với lượng mưa trung bình là 119mm lớn nhất. Lượng mưa lên tới 285,2mm ở huyện Đại Minh, Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây. Có 18 khu vực trong tỉnh có lượng mưa vượt quá 200mm, trong đó Thái Nguyên, Dương Tuyền, Lâm Phần, Trường Trị và hầu hết các khu vực ở Tấn Trung đã lập kỷ lục lượng mưa tích lũy vào đầu tháng. Trong trận lũ này, tổng cộng 37 con sông ở tỉnh Sơn Tây bị ngập lụt. Các đường cao tốc, đường trục quốc gia và tỉnh cũng như hoạt động đường sắt bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Sông Phần, sông Uma, sông Cao và nhiều đoạn sông khác bị vỡ, dẫn đến các đoàn tàu phải tạm dừng. Báo chí Trung Quốc đưa tin ít nhất 1,7571 triệu người tại 76 quận huyện thành phố thuộc 11 thành phố trong toàn tỉnh bị ảnh hưởng. 15 người chết và 3 người khác mất tích. Hơn 120.000 người đã phải di rời và tái định cư khẩn cấp. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên tới gần 3,58 triệu hecta. Gần 20.000 ngôi nhà bị sập, gần 20.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 5,029 tỷ nhân dân tệ. Mưa lũ cũng khiến một số mỏ than, mỏ phi than, xí nghiệp hóa chất độc hại phải đóng cửa tạm thời, đình chỉ một số dự án đang xây dựng và đóng cửa tạm thời một số danh lam thắng cảnh. Sơn Tây là một tỉnh sản xuất than lớn ở Trung Quốc. Trước áp lực lớn từ tình trạng thiếu điện trên toàn quốc, chính quyền Trung Quốc mới đây đã ra lệnh cho hai khu vực sản xuất than lớn ở Sơn Tây và Nội Mông phải hành động ngay lập tức để tăng công suất sản xuất than thêm 160 triệu tấn để giải quyết nhu cầu cấp thiết về tình trạng thiếu điện dân dụng trong mùa đông. Một quan chức của chính quyền tỉnh Sơn Tây xác nhận rằng họ đã nhận được thông báo từ chính quyền Trung ương yêu cầu 98 mỏ than ở Sơn Tây phải tăng sản lượng hàng năm thêm 55,3 triệu tấn vào cuối năm nay, Reuters đưa tin. Chính quyền tỉnh Sơn Tây đã yêu cầu khoảng 51 mỏ than và đạt sản lượng cao nhất để duy trì sản lượng trong quý tư và tìm cách nâng công suất thêm 8 triệu tấn. Dự kiến, việc mở rộng công suất sản xuất sẽ làm tăng nguồn cung than thêm 20,65 triệu tấn. Tuy nhiên, lũ lụt đã gây ra thảm họa địa chất ở Sơn Tây và 60 mỏ than đóng cửa, gây thêm áp lực lên thị trường than vốn đã eo hẹp. Ngoài ra, Sơn Tây còn là một trong những tỉnh có nhiều di tích văn hóa nhất cả nước. Trong đó, thành cổ Ping Yao có lịch sử 2.800 năm và là điểm du lịch cấp 5A cao nhất ở Trung Quốc đã bị sập một phần bức tường bên trong, khiến các tầng lớp nhân dân lo ngại. Mặc dù mật độ dân số của trận lũ lụt ở Sơn Tây không cao bằng trận lũ lụt ở Hà Nam vào tháng trước và lượng nước tích tụ không sâu như ở Hà Nam, nhưng khu vực bị ảnh hưởng lại lớn hơn ở Hà Nam. Sau trận lũ lụt nghiêm trọng ở Hà Nam năm nay, hầu hết các khu vực ở Sơn Tây cũng hứng chịu lượng mưa lớn sau kỳ nghỉ lễ, gây ra những thảm họa nghiêm trọng như lũ quét và lũ lụt. Mặc dù mật độ dân số bị ảnh hưởng ở Sơn Tây không cao bằng ở Hà Nam và nước tù đọng không sâu như ở Hà Nam, nhưng khu vực bị ảnh hưởng lại lớn hơn ở Hà Nam. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, lượng mưa lớn trên diện rộng đã xảy ra ở tỉnh Sơn Tây và lượng mưa quá trình dao động từ 15,4mm đến 285,2mm. Lượng mưa ở 18 trong số 117 quận, thành phố, huyện trong tỉnh vượt quá 200mm. Trong đó, Thái Nguyên, Dương Tuyền, Lâm Phần, Thường Chi, Lự Lương và hầu hết các khu vực ở Tấn Trung đã lập kỷ lục với lượng mưa tích lũy vào đầu tháng và lượng mưa lớn nhất là xuất hiện ở huyện Đan Ninh, thành phố Lâm Phần. Đoạn Tân Cương ở hạ lưu sông Phấn Hà gặp đỉnh lũ lớn nhất trong 40 năm qua. Sông Uma, một nhánh trong khu vực của sông Phấn Hà, đã làm vỡ nhiều đập ở các quận Thanh Hư và Kỳ Tiên. 1,7571 triệu người tại 76 quận huyện của 11 thành phố trong tỉnh bị ảnh hưởng, hơn 120.000 người phải di rời khẩn cấp, gần 3 triệu hộ hoa màu bị ảnh hưởng, gần 20.000 ngôi nhà bị sập. Mưa lớn hồi đầu tháng đã gây ra thảm họa địa chất ở Sơn Tây, tỉnh sản xuất than lớn nhất Trung Quốc, gây thêm áp lực cho thị trường than vốn đã eo hẹp. Tại tỉnh Sơn Tây, 60 mỏ than, 372 mỏ phi than, 14 xí nghiệp hóa chất nguy hiểm và 1.035 dự án đang xây dựng bị đình chỉ trong mùa lũ. Có tin dự báo thời tiết, các địa phương cho biết, thời gian tới nhiệt độ tiếp tục hạ nhiệt, một số nơi nhiệt độ gần bằng không ở vùng núi bị lũ cuốn trôi không còn nhà cửa, nhà ở cũng là một vấn đề. Ngay cả khi nhà không bị sập,
chăn ga gối đệm bị ướt, ở nhiệt độ thấp cũng khó mà khô. Ngoài ra, thiên tai còn nhiều người dân bị ảnh hưởng. Các điểm tái định cư nằm rải rác nên khó thống kê được nhu cầu của người bị thiệt hại, chủ yếu phải dựa vào lực lượng xã hội để tiêu hóa. Khi lũ rút, những thách thức sẽ tăng lên sau khi các nạn nhân trở về, thời tiết lạnh hơn, vật liệu sinh hoạt thiếu thốn, các vấn đề cứu hộ và phục hồi tiếp theo sẽ nghiêm trọng hơn. Theo tờ Nhà Từ Thiện Trung Quốc, một số người tham gia cứu hộ cho biết, độ trễ thông tin là nhận thức chung của thế giới bên ngoài về thảm họa này. Các phương tiện truyền thông đưa tin về lũ lụt ở Sơn Tây không có tác động mạnh như lũ lụt ở Hà Nam. Một số nhà bình luận trực tuyến nói rằng trận mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài liên tục trong 60 giờ nhưng không ai hỏi chim. Người ta hy vọng rằng tình hình thiên tai sẽ thu hút sự quan tâm rộng rãi và giúp Sơn Tây chống lại lũ lụt và thiên tai. Theo các báo cáo, cư dân mạng phân tích rằng điều này có thể liên quan đến việc các phương tiện truyền thông địa phương thiếu đưa tin về thảm họa, thông tin không được lan truyền và không tạo thành điểm nóng trong lĩnh vực dư luận. Một số cư dân mạng cũng nói rằng lũ lụt ở Hà Nam cũng do mưa lớn ở Trịnh Châu, trong khi lũ lụt ở Sơn Tây ảnh hưởng chủ yếu đến các quận, thành phố và vùng nông thôn và sự chú ý tương đối yếu. Theo báo cáo từ Bloomberg và Tân Hoa Xã, cuộc họp nói trên do Lý Khắc Cường chủ trì đã triển khai các biện pháp kiểm soát lũ lụt, cứu trợ thiên tai và đảm bảo một vụ thu hoạch ngũ cốc bội thu cho cả năm. Cuộc họp chỉ ra rằng, trước tình hình môi trường quốc tế phức tạp và gay gắt với lạm phát trầm trọng như hiện nay, Trung Quốc phải tập trung vào công việc của mình, bình ổn giá cả là điều cốt yếu để ổn định thị trường kinh tế chung. Sản lượng ngũ cốc ổn định và tăng sản lượng là biện pháp chủ yếu để ổn định giá cả và nâng cao khả năng an ninh lương thực, đồng thời có lợi cho sự ổn định của thị trường lương thực thế giới. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!